chính vì vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy nếu như mà bạn mua một mảnh đất vào năm 2002 thì đến bây giờ nó phải tăng đến mấy chục lần. Đấy thì vậy là nếu như chúng ta không tham gia vào hoạt động đầu tư thì chúng ta sẽ là người thua thiệt. Chào mừng bạn đến với series video cà phê tài chính. Thì đây là một trong những cái nội dung mà anh chị cần phải lưu tâm để chúng ta vận hành trong thời gian tới. Và tôi xin phép được xem màn hình. Ở trong nền kinh tế nó có những cái chu kỳ và nội dung của chúng ta hôm nay làm việc với ba nội dung nội dung đầu tiên cái chu kỳ kinh tế toàn cầu là như nào và cái bối cảnh hiện nay là sao, sao? và cơ hội gì cho chúng ta trong thời gian tới đây được chưa ạ rất là mong anh chị có thể ghi chép lại một cách chi tiết thế vậy là trước khi đi vào ba cái nội dung này thì tôi muốn chia sẻ tại sao chúng ta phải tham gia đầu tư Tôi muốn trả lời cho anh chị tại sao chúng ta phải làm tham gia điều này trên màn hình của anh chị là nó có một cái đồ thị liên quan đến cung tiền Đấy, Cái đồ thị cung tiền này à, Là của Mỹ Trong vòng 30 hơn 30 năm 40 năm qua Từ năm 1970 đến giờ Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ Tiền mặt được in ra khủng khiếp đúng không nhỉ Nôm na là thế này Là nó bao gồm à, Tất cả những cái loại tiền gửi không kỳ hạn Các cái tiền gửi Có kỳ hạn Và một vài cái lớp tài sản Có thể hoán đổi Lát nữa chúng ta có thể lên trên Google đọc kỹ hơn, chi tiết hơn, được chưa? Và chúng ta thấy là cái lượng cung tiền mà nó in ra nhiều như thế này, đặc biệt là nó tăng đột biến vào cái giai đoạn là 2020, chúng ta nhìn thấy cái đồ thị cái con chuột của tôi chỏ này nó tăng dựng đứng lên này, đấy và làm cho cái đợt mà dịch làm cho tất cả các loại tài sản nó tăng, à, tăng tăng rất là nóng. Thế vậy nếu mà chúng ta không tham gia vào hoạt động đầu tư, thì chúng ta có làm ra tiền thì chúng ta cũng không thể thắng lại được cái đồ thị này. Bởi vì khi in tiền ra nhiều này thì cái sức mua của đồng tiền nó sẽ bị giảm Hay còn gọi là đồng tiền mất giá Đây chúng ta sẽ nhìn vào đồ thị của chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ Thì khi cung tiền như vậy Thì làm cho là cái chỉ số giá tiêu dùng theo thời gian Nó cũng tăng rất là mạnh Và cái chỉ số đo lường này là 1.000 điểm chỉ số thì Chúng ta nhìn thấy là nó tăng từ có mấy chục điểm và bây giờ tăng đến hơn 300 điểm chỉ số. Có nghĩa là gì? Theo thời gian là giá cả hàng hóa đều đắt lên. Đấy. Thế vậy tương tự như vậy ở Việt Nam là như thế nào chúng ta nhìn đây, cái đồ thị cung tiền của Việt Nam từ năm 1995. Được chưa? Từ năm 1995 đến giờ. Còn trước đấy thì uh, dữ liệu nó rất là bé. Thì sau năm 1995 thì chúng ta thấy là nền kinh tế của chúng ta là bắt đầu uh, có khởi sắc và sau năm 2000, 2002 thì bắt đầu là đi vào một cái quỹ đạo tăng rất là tích cực. Và đặc biệt là sau năm 2010. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Chính vì vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy nếu như mà bạn mua một mảnh đất vào năm 2002 thì đến bây giờ nó phải tăng đến mấy chục lần đúng không ạ? mà nhìn thấy cái đồ thị cung tiền như thế này, đấy, thế chính vì vậy khi cung tiền như thế này thì cái chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta nó cũng tăng rất là khủng khiếp, đấy tính từ năm 95 đúng không? đấy cái chỉ số lúc đấy nó chỉ có mười mấy thôi mà bây giờ là gần như là một trăm mười mấy, nó tăng cả chục lần đúng không? đấy thế vậy là nếu như chúng ta không tham gia vào hoạt động đầu tư thì chúng ta sẽ là người thua thiệt đúng không? ấy bởi vì là tài sản thì nó luôn tăng và lượng làm ra tiền mặt của chúng ta sẽ không thể nào thắng nổi được cái sự trượt giá của đồng tiền hay còn gọi là làm cho cái sức mua của đồng tiền nó giảm ấy qua mấy cái đồ thị mấy con số này để nói lên một điều là bạn làm gì thì làm chắc chắn cái phần tiền bạn tạo ra được đấy bạn làm ra được đấy bạn có thể làm công ăn lương bạn có thể làm hoạt động kinh doanh bạn có thể là chuyên gia bạn có thể làm bất kỳ lĩnh vực gì cái tiền bạn làm ra được hàng tháng hàng tuần ít nhất anh chị em ghi lại ít nhất bạn phải đưa 20% số tiền bạn làm ra đưa vào hoạt động đầu tư. Đúng không ạ? Ít nhất con số tối thiểu bạn phải đưa ra được 20% cái số tiền bạn làm ra được phải đưa vào qua hoạt động đầu tư. Còn tất nhiên khi mà cái thu nhập của bạn lớn lên thì con số đấy có thể là 7 80% thu nhập tạo ra được tái uh, tái đầu tư. Còn bạn chỉ chi tiêu cuộc sống mất độ khoảng 20 30% tổng thu nhập thôi. Được chưa ạ? Đó, đấy là bốn cái slide này nói lên một điều là tại sao mình phải tham gia đầu tư Nó là lý do như vậy và tiếp theo là cái chu kỳ kinh tế thì nó luôn liên tục vận hành như chúng ta vẫn hay nói chuyện một cách nôm na ở ngoài kia là chu kỳ đi theo hình sin nhưng thực ra nó không phải đồ thị hình sin nó phức tạp hơn hình sin rất nhiều nhưng mà vì nôm na mình nói như thế là ai cũng hiểu ra được là đồ thị đi theo hình sin đấy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái đường 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 tăng trưởng này cái trend này xét về đường dài thì nền kinh tế toàn cầu là nó vẫn là xu hướng tăng nếu mà xét về chu kỳ cả trăm năm cả uh, thời gian dài Thì về cơ bản là nó vẫn đang là là xu hướng tăng trưởng Tuy nhiên trong những cái chu kỳ nhỏ Thì nó lại có những đoạn là đi lên đi xuống như thế này Tăng trưởng này lên đỉnh này Xong vào suy thoái này Lại đặt đáy và lại tăng trưởng này Chúng ta nhìn thấy hai màu luôn Màu vàng và màu xanh Đấy thì màu vàng uh, nói rằng là suy thoái kinh tế Màu xanh là nói về tăng trưởng Thế vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm mua được tài sản ở những cái đoạn đáy này và làm thế nào để chúng ta hoán đổi tài sản ra tiền mặt ở đoạn đỉnh này để đoạn đáy này thì chúng ta dùng tiền mặt chúng ta mua tài sản đoạn đỉnh này thì chúng ta lại chuyển tài sản về tiền mặt hoặc tương đương và đấy là cái câu hỏi rất là lớn mà tất cả các nhà đầu tư đều đã đi dùng các cái chiến lược nọ dùng các cái chiến lược kia để tìm xem đâu là cái vùng vùng đáy này và đâu là cái vùng đỉnh này thế để hiểu rõ hơn cái phần này thì chúng ta cùng nhìn vào cái mô hình sau. Mô hình đồng hồ kinh tế hay còn gọi là một cái vòng tròn một cái chu kỳ kinh tế. Thì thông thường tôi ví như là nó đi qua 12 cung giờ. Cái điểm đỉnh này, cái điểm đỉnh của một cái 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 chu kỳ tăng trưởng thì được ví như là 12 giờ. Đấy, trong khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ được ví như là đỉnh của một cái chu kỳ tăng trưởng. Còn đoạn đáy của một cái chu kỳ suy thoái, cái đoạn đáy này thì được ví như là đoạn khúc từ 5 giờ đến 7 giờ. Đấy anh em lưu ý nhá. Được ví như khúc từ 5 giờ đến 7 giờ. Thế vậy là bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta nhận diện được đâu là khúc 11 giờ đến 1 giờ để chúng ta hoán đổi tài sản, đưa nó về dạng tiền mặt hoặc tương đương. Còn làm thế nào để nhận diện được đâu là từ 5 giờ đến 7 giờ là để chúng ta nhận diện nó để chúng ta biến tiền vào tài sản. Nói nôm na của cái chu kỳ này như sau. À, khi mà kết thúc của một cái chu kỳ tăng trưởng thì lúc đấy là gì? là hay người ta gọi là bong bóng tài sản đấy lúc đấy là ví dụ bong bóng tài sản lên đến cái đỉnh cao này có thể là bất động sản tăng quá cao uh, tiền rẻ nhiều mà cho nên người ta đổ tiền vào các lớp tài sản cổ phiếu cũng tăng uh, tất cả thị trường tăng bất động sản tăng bây khi mà chúng ta biết được cái chu kỳ này thì chúng ta làm chủ được cuộc chơi đấy thì cái vùng 11 đến 1 giờ anh chị em có thể ghi vào là cần phải ra hàng đúng không ạ đấy nói một cách rất đơn giản ở trong anh em làm đầu tư tài chính là ra hàng gọi là bán ra đấy đã bán ra, có là từ 11 giờ đến 1 giờ là ra hàng. Có là ra hàng thì nó ra tiền mặt đúng không nào? Đấy, ra hàng nó ra tiền mặt. Và ra tiền mặt thì lúc đấy nó nó sẽ có một cái dịch chuyển tiền đấy vào một cái gì đó. Từ 1 giờ cho đến 5 giờ là thị trường đi xuống. Lúc này lãi suất tăng dần, tăng dần, tăng dần cổ phiếu xuống, bất động sản xuống, hàng hóa xuống, bởi vì tiền nó đắt mà. Nó cứ tăng dần, tăng dần. Và trong thực tiễn bây giờ là đến 10 lần tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang rồi. Nó tăng từ số 1 này cho đến số 5 và câu hỏi đặt ra bây giờ đã hết số 5 chưa Thì câu trả lời là chưa chắc Đúng không ạ Nó vẫn đang nằm ở Hiện nay nó vẫn đang nằm ở cái cung lãi suất tăng Tăng từ số 1 Tăng tiếp tục tăng đến số 5 Đấy Và bây giờ câu hỏi có nhiều người hỏi Bây giờ số 5 đã xong chưa Ý là số 5 xong thì nó sẽ dịch chuyển sang số 6 ấy thì đến thời điểm bây giờ tôi vẫn chưa dám trả lời là câu số 5 kết thúc chưa Thế vậy là sau khi mà tiền tăng lãi suất dần từ 1 cho đến 5 Làm cho cổ phiếu giảm, tài sản trên thị trường cổ phiếu giảm và làm cho hàng hóa giảm làm cho bất động sản giảm và đến lúc tiền đất tiền đất nó phải sẽ là phải lên đến đỉnh cao và sau đó tiền đất này nó sẽ đi ngang một khoảng thời gian và làm cho bất động sản nó về tận đáy đúng không ạ về tận đáy rồi làm cho cả làng chán lắm rồi không còn cái gì để chán hơn nữa rồi thì lúc đấy bắt đầu là gì lãi suất bắt đầu mới nó mới giảm thì một chu kỳ cung tiền mới lại được hình thành thì lãi suất giảm cung tiền được bơm ra thì lúc đấy là bắt đầu thị trường cổ phiếu bắt đầu tăng giá bất động sản lại tăng giá bắt đầu tăng giá và đến đỉnh của tiền rẻ thì lúc đấy là đỉnh của bất động sản, đỉnh của uh, chu kỳ. Đó. lúc đấy tiền rẻ thường thường lãi suất của cùng dự trữ liên bang duy trì ở cỡ ngưỡng 0.5 điểm phần trăm và bây giờ thì nó vẫn đang nằm ở từ 1 đến 5 và đến 5 đến 7 thì chúc lúc này chúng ta phải dùng tiền để mua vào tài sản. Có thể là mua ở cung từ 6 đến 7. để chưa? Cung từ 6 đến 7 là cái cung mà chúng ta sẽ mua vào bất động sản tốt nhất. Và ở cái cung này cũng là cung mua cổ phiếu tốt đấy. còn cung mua vàng thì mua vàng tốt thì nó lại phải ở cái cung uh, lãi suất bắt đầu tăng này, đấy, lãi suất tăng này thì lúc đấy là xu hướng vàng bắt đầu giảm. thì bản chất là khi mà khủng hoảng xảy ra thì nó sẽ có một thứ đó là kim loại quý nó lại đi ngược lại với cái chu kỳ này. chu kỳ này là mọi thứ lao dốc nhưng mà vàng nó lại tăng giá. Uh, tiếp theo để hiểu hơn cái chu kỳ này thì có các cái dấu hiệu chúng ta nhận diện